Tôi là Thắng, chuyên gia tư vấn đóng gói của Đóng Gói Tiết Kiệm. Hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em cuộn xốp 1,5 m, xốp bọc hàng, xốp hơi bọc hàng, xốp gói hàng, có tác dụng chống va đập, giảm chấn, chống gãy vỡ, sứt mẻ sản phẩm. Cuộn xốp 1,5 m nhân với chiều dài 100 m. Tôi sẽ review cho anh em xem. Cuộn xốp bóng to, có tính chất chịu va đập rất là tốt. Xốp bóng to, cuộn rất là to. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với Đóng Gói Tiết Kiệm để đặt hàng. Cho qua tổng đài 0839575757. Tôi xin nhắc lại là tổng đài đặt hàng và tư vấn đóng gói của Đóng Gói Tiết Kiệm là 0839575757. Đây là xe xốp vừa về ngày 10 tháng 6 năm 2020 này, gồm có hơn 50 quặng. Anh chị em có nhu cầu tư vấn và đặt hàng thì vui lòng liên hệ là qua số tổng đài của chúng tôi 0839577 hoặc tới tận kho của Đóng Gói Tiết Kiệm tại địa chỉ số 1 ngõ 45 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tôi là Thắng, chuyên viên tư vấn đóng gói của Đóng Gói Tiết Kiệm. Xin cảm ơn.